Cây độc không trái, phần 1. Cái nắng gay gắt của mùa hè tháng 7 khiến người ta ngột ngạt đến khó thở. Tôi cầm chiếc que thử thai trên tay, mồ hôi cũng tua ra như mưa. Bên ngoài có tiếng cái hạnh cất lên: sao rồi, đâu thế hả? Tóm lại chị có hay không? 10 phút rồi, tôi vẫn chân chân nhìn chiếc que thử, chỉ hy vọng có một phép màu để nó thêm một vạch nữa. Thế nhưng chờ mãi vẫn chỉ là một vạch vọn vẹn. Cả người tôi nhẹ bẫng, càng hy vọng lại càng hụt hẫng. Mẹ chồng tôi vừa gõ cửa vừa hỏi: Xuân, có hay chưa? Tôi cúi xuống đất, tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập. 10 mấy phút rồi, giây phút này tôi thật sự không còn trốn tránh nữa, chỉ biết cúi gằm mặt bước ra. Khi vừa xoay cánh cửa, mẹ chồng tôi đã lao vào đẩy ra rồi hỏi tiếp: sao rồi con, một vạch hay hai vạch? Còn chưa kịp trả lời, cái Hạnh đã giằng lấy que thử trên tay tôi rồi rít lên: một vạch, trời ạ, thế mà tôi tưởng chị đẻ đến nơi rồi chứ. Trên mặt mẹ chồng tôi hiện rõ sự thất vọng nặng nề. Tôi nuốt nước bọt, thở dài, đi thẳng về phòng mặc kệ đằng sau cái Hạnh vẫn đang thè thé. Mỗi việc ăn với đẻ thôi mà cũng không làm được, đúng là đàn bà vô dụng mà. Nghe cô em chồng tôi chửi, tôi bỗng thấy có như con dao cước ngang cổ. Đàn bà thế thì đúng là đàn bà vô dụng rồi, không đẻ được, không sinh cho nhà chồng được một cô chiêu cậu ấm nối dõi tông đường. Người ta bảo kẻ ăn không hết, người lần không ra, 4 năm trời đợi tôi vẫn không thể sinh cho chồng một mụn con. Hóa ra cũng chẳng phải kiếp trước tôi đã làm những chuyện ác, mà có khi chính vì kiếp này tôi ăn ở không tốt thì đúng hơn. Nếu là trước kia, tôi sẵn sàng quay lại cãi tay đôi với nó. Có điều giây phút này tôi không còn chút sức lực nào, vùi mình trong chăn, có thứ nước mặn mà chảy ra. Trong bóng tối tôi không còn thiết tha gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân giây phút này bị chửi là vô dụng cũng chẳng oan. Bên ngoài, cái Hạnh lại the thé: mẹ xem thế nào mà tính cách khác cho anh Tuấn đi. Chả lẽ để chị ta làm chuyện tuyệt tử tuyệt tôn cái nhà này à? Mày bé bé cái mồm mà thôi. Bé cái gì mà bé? Sao phải bé, con cứ nói to đó. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con, chẳng sai mà. Mẹ sợ cái quái gì? Tôi nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai lại, những tiếng của cái Hạnh vẫn văng vẳng bên cạnh. Cuối cùng không còn chịu được nữa, tôi đứng bật dậy cầm túi sách đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, cái Hạnh nhìn tôi chố mắt hỏi: Trinh đi đâu vậy? Không ở nhà mà nó cơm cặn cháo chứ đi à? Tôi không đáp lời mà nó quay sang mẹ chồng tôi nói: con xin phép mẹ, con đi ra ngoài một chút. Mẹ chồng tôi vẻ mặt không mấy vui vẻ đáp lại: ừ, đi sớm về sớm. Tôi dạ vâng rồi bước ra ngoài cửa. Mấy ngày rồi cứ rúc trong phòng bí bách vô cùng, giờ mới được ra ngoài hít thở cái bầu không khí tự nhiên này. Thế nhưng tôi lại chẳng vui nổi, lòng lặng như quả tạ đè lên trên vậy. Bao mơ ước, bao hy vọng vỡ tan ngay ở que thử một vạch. Tiếng mẹ trông tôi lại thở dài bên trong: mấy ngày trước thấy nó nôn khan còn tưởng nó có, ai dè đúng là tốn tiền tốn của, phí không biết bao nhiêu rồi. Thế sao mẹ không đuổi Quách đi, mẹ đi đón người khác về? Mày tưởng đuổi dễ lắm à? Dù sao năm ấy
cũng là bố nó cho mình vay một khoản. Cho vay thì cho vay, cũng chả đầy đủ rồi chứ có phải không đâu. Hay mẹ định để anh Tuấn đời này không có con nối dõi đây? Từ từ tao tính. Từ từ nữa, 4 năm rồi, còn gì nữa đâu mà từ từ. Đi thụ tinh 2 lần rồi vẫn tạch, mất cả mấy chục triệu đồng chứ chơi đâu. Giờ mà đi cấy nữa thì phải hết vài trăm triệu nữa chứ. Tiền nhà mình thừa thãi thế à? Tôi nghe xong khẽ thở dài, đi ra nhanh ngọn. Bắt xe buýt hay taxi thì cũng được. Đến quán cà phê ngồi vào một góc nhỏ nhìn bên ra bên ngoài. Nay chồng 4 năm, tôi không nhớ cái que thử thai lần này là cái thứ bao nhiêu rồi. Cuối cùng vẫn là con số không tròn chỉnh. Thực ra nói sao thì nói, tôi cũng khó trách được mẹ chồng, đến bản thân tôi còn sốt ruột, huống chi là bà. Lần này là lần thứ 2 tôi thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cũng chẳng biết phải tiêm bao nhiêu mũi vào người, rồi vẫn chẳng thể có được một đứa con với chồng. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại tới. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng cái Thảo nheo nhéo. Sao rồi, sao rồi? Nãy tao bận quá nên chưa gọi được. Có hay chưa? Nghe tiếng cái Thảo, tôi không kìm được nữa, giọng cũng nghẹn đi. Tạch rồi. Tạch rồi hả? Thử lên một bạch. À, thì thế nào? Qua phòng khám tao đi, ta xét nghiệm máu xem thế nào, biết đâu que hở. Tôi thở dài đáp lại. Thôi, tao không xét nghiệm nữa đâu. Lần trước cũng vậy, còn đổ que hỏng mà xét nghiệm có ra đâu. Thế mày đang ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ ấy. Chờ tí tao ra bây giờ, tao hết bệnh nhân rồi. Chưa đầy 5 phút, cái Thảo đã có mặt. Cả người nó vẫn đầy mùi thuốc sát trùng. Cái Thảo là bạn thân của tôi làm bác sĩ sản trong viện sản nhi tỉnh, lại có một phòng khám tư bên ngoài rất bận rộn. Thế nhưng dù bận rộn cỡ nào, mỗi khi tôi có chuyện nó đều có mặt. Khi thấy tôi đang ngồi thất thần bên trong, nó liền đặt túi sách xuống rồi nói: Đợt mày đừng có vội vàng nữa, thư thư ra để nghỉ ngơi. Tốt nhất tao bảo mày thế này, mày với anh Tuấn chuẩn bị tiền bạc, đợi qua Tết thì làm nhé. Bơm lần này không ăn thua đâu. Tôi khuấy ly cà phê đáp lại. Để tao xem thế nào đã. Kiểu gì trả đôi 300. Xem gì nữa, nhà chồng mày thì thiếu gì tiền. Giờ tỷ lệ thành công cao, mày còn trẻ thì đi làm, sau này già thì càng khó động đấy nha. Biết rồi. Cái Thảo thở dài thườm thượp, vứt cho tôi 2 viên kẹo sô-cô-la. Tôi bóc ra cho vào mồm. Thứ vị đắng chát tan ngay trên đầu mũi. Mỗi lần thất bại đều cảm thấy tồi tệ vô cùng. Cái Thảo nhìn tôi nói tiếp. Mày ủ rũ thế này tao lo lắm mày ơi. Hay là mày về nhà bố mẹ mày mấy hôm mà nghỉ ngơi đi, sốc lại tinh thần mới chiến đấu được chứ. Ừ, để tao xem. Cái gì cũng xem. Rồi không có con khiến mày thành ra con đần như thế này à? Thế mày nghĩ về đấy là ai hoan nghênh? Về rồi lại cãi nhau om ỏi củ tỏi với mẹ tao à? Cần gì mà ai hoan nghênh, có con Mun hoan nghênh là đủ rồi. Mày cứ đóng cửa phòng mày với con Mun trong đấy là được. Mẹ mày nói gì mày ậm ừ qua chuyện là xong, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Tôi nhìn cái Thảo, cũng cả tháng nay tôi chưa về nhà rồi. Hôm trước cái Mun gọi điện thoại cho tôi, nói nhớ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định làm theo lời cái Thảo. Dù gì thời gian này ở nhà chồng cũng ngột ngạt,
Thôi thì về nhà mình cũng vẫn hơn. Xế chiều, cái Thảo đưa tôi về nhà chồng lấy ít đồ. Vừa vào nhà đã thấy Tuấn đang xách cặp lên phòng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói: Sao mà đi về muộn thế? Chị định không cơm nước gì à? Mẹ, cả tháng nay con chưa về ngoại rồi. Sắp tới lại vào đầu năm học nên con định xin mẹ cho con sang nhà ngoại chơi vài ngày. Vừa nói xong cái Hạnh đã gắt lên: Chị Xuân, sao em thấy chị chả làm được cái tích sự gì thế? Cả tháng nay chị bảo chị đi thụ tinh nên cả nhà đã không bắt chị làm việc nhà. Giờ lại chị không có thai thì làm đi chứ, định để ai hầu nữa. Cô Cúc đâu? À, cô ấy về quê rồi. Chị vào mà nấu cơm đi. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì xua xua tay nói: Thôi được rồi, chị đi đâu thì đi đi, tôi nấu cũng được. Đi 2-3 ngày rồi về, không ông bà lại bảo nhà tôi khó khăn không cho chị về nhà. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nói rồi tôi bước thẳng lên phòng, mặc cho cái Hạnh phía sau vẫn néo nhéo. Khi lên đến phòng thấy Tuấn đang nằm trên giường. Nhìn thấy tôi, anh liền đứng dậy đi về phía tôi thở dài: Để anh đưa vợ về ngoại, chuyện con cái vợ cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Bao giờ có duyên con nó sẽ đến. Vốn dĩ dặn mình phải mạnh mẽ, thế nhưng nghe câu này của anh đột nhiên tôi không kìm được nước mắt chảy ra. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin tôi và anh gắm gửi cả vào lần này. Tôi biết anh buồn, tôi biết anh ao ước có con đến nhường nào. Thấy tôi khóc, Tuấn liền đứng dậy đưa tay chạm lên khóe mắt tôi an ủi: Thôi em đừng khóc nữa, không có con cùng lắm mình nhận con nuôi, không thì hai vợ chồng ở với nhau cũng chả sao cả. Cái Thảo bảo lần sau làm anh ạ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Thôi, anh giờ chẳng muốn vợ làm gì cả, tiêm chọc bao nhiêu thứ hại cả người, có làm thì cũng còn lâu lắm. Giờ vợ phải nghỉ ngơi chứ. Càng nghe Tuấn nói tôi càng lại tự thấy tự mình có lỗi. Hay là anh kiếm cô nào gửi gắm đi. Còn chưa dứt lời Tuấn đã quát: Em điên à? Đừng có mà nói liên thiên rồi đấy. Không có con thì thôi, anh không gửi gắm ai cả. Trung tâm bảo trợ thiếu gì trẻ con mà phải gửi gắm với. Tôi nghe vậy lại bật cười, vừa nhặt quần áo vừa hỏi: Cả đời này em không có con với anh mà anh cũng chấp nhận à? Chứ không sao không. Mà giờ khoa học hiện đại rồi, sau này kiểu gì mình cũng có mà. Tuấn nói xong cũng nhặt xong quần áo, đang định đưa tôi đi thì anh có điện thoại báo công ty có việc gấp đành phải đi trước. Lúc tôi xách quần áo xuống dưới nhà, khi đi đến bậc cầu thang chợt nghe tiếng Hạnh thì thào: Sao mà mẹ cho chị đi ta dễ dàng thế? Nói đi rồi là tối còn họp gia đình, chẳng lẽ mày định để nó ở lại nhà mình nói chuyện riêng tư à? Tôi nghe xong câu nói của mẹ chồng bỗng khựng lại, cảm giác như mình là kẻ thừa thãi trong nhà. Mấy năm đầu mới về nhà làm dâu, tôi được đối xử cũng khá tốt. Thế nhưng đến nay, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Tuy không có cay nghiệt như những bà mẹ chồng trên phim, nhưng gần như không còn được như trước. Tôi cứ đứng tần ngần như vậy cho đến khi có tiếng chuông điện thoại của cái Thảo mới vội vàng bước xuống. Mẹ chồng tôi đánh mắt nhìn tôi, mặt hơi bối rối nói: Thôi đi đi kẻo muộn. Tôi gật đầu chào bà rồi đi thẳng ra ngoài. Cái Thảo chỉ đưa tôi về đến nhà rồi vội vàng đi ra phòng khám. Làm phiền nó suốt một ngày tôi cũng ngại lắm rồi. Vào đến nhà đúng lúc bố mẹ tôi đang ăn cơm, thấy tôi cái môn liền lao ra ôm chặt lấy người, cười vui vẻ: Ô, chị Xuân về rồi, em nhớ chị quá đi mất. Tôi bế thốc môn lên thơm vào má nó hỏi lại: Nhớ thật không? Nhớ thật mà, nhớ chị Xuân nhất trên đời đây. Tôi nghe xong bật cười, cầm túi sách đi vào. Bố tôi nhìn tôi và nó: Đang định bảo mẹ con gọi cho con đó. Đêm bố mẹ lên Hà Nội có việc, khi ngày kia mới về,
con ở đây trông Moon 2 ngày nhé. Mẹ tôi vào bếp lấy đôi đũa và cái bát đặt lên bàn nói tiếp. Cũng đang nghỉ hè mà, không thì mang Moon về trông giúp bố mẹ vài ngày. Vào ăn cơm đi con, cho nóng. Tôi đặt Moon xuống ghế hỏi lại. Bố mẹ đi đâu vậy? Đi đón anh con. Nó về mà không báo ai cả. May cái Phương bạn nó mới biết. Chả biết về sáng hay về chiều gọi không có được. Tôi nghe đến đây thì cúi mặt xuống. Mẹ tôi đưa bát cơm cho tôi và nói tiếp. Nó đi biển biệt 6-7 năm nay rồi. Anh em chúng mày có liên lạc gì với nhau không? Tôi liếc nhìn bố lắc đầu. Không ạ. Mày cũng không gọi hỏi thăm anh mày à? Con ranh đâu gì mà gọi chứ. Rồi cái nhà này chẳng ai hỏi đến ai nữa. Anh em chúng mày khác gì người dân nước lã đâu. Vì mày mà nó phải tha hương cầu thực xứ người kia kìa. Tôi không đáp nữa mà gắp một miếng thịt ăn. Trong lòng vừa buồn vừa tủi vừa mệt mỏi tột cùng. Mẹ tôi thì trong lòng chỉ có Phong, 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 Phong mà thôi. Đêm tôi với Moon về phòng. Tôi ngủ. Con bé năm nay lên lớp 1 mà như bà cụ già nói liên miên. Chị Xuân ơi, mẹ bảo anh Phong là anh trai em mà sao chả thấy anh về thăm em bao giờ ạ? Thì anh ấy sắp về rồi đấy. Xì, em chả thèm. Em cần mình chị thôi. Nói phét nha. Thật mà, chị Xuân của em là vừa xinh này, vừa giỏi này, em yêu nhất trên đời luôn ạ. Bao giờ thì em mới lên cấp 2 để chị dạy em nhỉ? Giờ chị dạy Moon cũng được mà. Mà muộn rồi à? Moon không ngủ đi, mai còn dậy sớm tập thể dục nữa. Ý Moon quên, xử mất. Vậy Moon ngủ nhé chị. Nói rồi Moon rúc vào người tôi. Tôi ôm con bé không đáp lại mà nghĩ vẩn vơ, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Tôi ở nhà bố mẹ 2 ngày, vừa trông Moon vừa dọn nhà cửa. Tự dưng tôi lại nghĩ ước gì 360 năm ngày bố mẹ tôi đi đi, chỉ có tôi với Moon ở nhà, có phải là bình yên không? Nếu không vì em gái, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng muốn bước chân về đây. Sáng sớm sau, bố mẹ tôi lên Hà Nội 2 ngày. Khi còn đang say sưa ngủ thì có tiếng xe ô tô của bố tôi ngoài cổng. Tôi bật dậy vội vàng mặc chiếc áo khoác rồi cầm túi sách ra ngoài. Trời ban sáng nãy còn sương, tôi không nghĩ bố mẹ tôi lại về giờ này, nên mau chóng đi ra cổng. Mẹ tôi vừa mở cửa xe xuống liền nói. Đi đâu thế? Tôi kéo áo đáp lại. Nhà con có việc, con về đây. Anh nó về không chào hỏi một câu tử tế rồi đi đâu thì đi chứ. Tôi liếc nhìn qua kính, không rõ anh tôi trong kia béo hay gầy ra sao, nhưng thật tâm tôi không muốn nhìn, cũng chẳng muốn trả lời. Cái Hạnh bị ngã, con phải về gấp ạ. Nói rồi không để mẹ tôi lên tiếng, tôi đã mau chóng bắt taxi về nhà. Tháng 7 nắng gay gắt, sương vừa xuống cũng tan đi. Nắng chiếu thẳng vào lớp kính xe ô tô. Trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi, bao nhiêu chuyện không vui diễn ra khiến tôi nở một nụ cười cũng khó. Anh trai đi biển biệt 6 năm, 7 năm không về. Giờ về rồi đến nhìn mặt tôi cũng không muốn. Nhà ngoại giờ cũng chẳng phải là chốn tôi nên đến nữa rồi. Khi còn đang suy nghĩ thì xe cũng về đến nhà. Tôi trả tiền taxi rồi vào nhà. Khi vừa mở cánh cửa, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên bàn, gương mặt đầy rạng rỡ. Bên cạnh là một cô gái độ 20 tuổi, mặc quần áo cũ kỹ, vừa rót trà vừa nói. Cô yên tâm đi, dưới quê cháu còn làm vất vả hơn nhiều nữa. Mẹ chồng tôi thấy tôi bước vào, nụ cười cũng tắt ngậm, vẻ mặt có chút sượng sùng lên tiếng. Sao mà về sớm thế? Mẹ tưởng chơi mấy ngày à? À, đây là cái Thanh cháu cô Cúc,
từ giờ con bé sẽ làm giúp việc cho nhà mình nhé con. Tôi nức nhìn Thanh, đang độ tuổi, xuân sơn, mơn mởn, ăn mặc tuy có chút mộc mạc, nhưng vẫn thấy tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác bất an mơ hồ, không rõ ràng.